Hôm nay có biến gì căng anh? Có người lên báo 2 lần em. Sếp đa mấy thằng kia em ngủ mà được hả? Sao lại muộn về Duy Nguyễn? Tại vì bữa nay được cái về hơi trễ anh ơi. Nay nên lại muộn với anh. Gái gú giờ này nó mới tha cho em anh ơi. Tối nay đẹp trai vậy trời, tối nào cũng đẹp trai hết em ơi. Mất phanh cứng hả? Mua súp BBT nhồi vô nó phanh cứng lại nha em ơi. Hóng bài 2 của báo Nhân Dân quá anh ơi. Lên rồi đó, đọc đi em, hóng gì nữa. Chào tất cả mọi người nha. Những kênh YouTube được xướng tên ở báo Nhân Dân sau vụ dưa leo, anh Duy Nguyễn là người đi đầu trong việc này mà sao không được xướng tên vậy? Đâu có đâu, anh đâu có đâm chọt dưa leo gì đâu ba, đúng không? Tại vì biết sao không, tại vì cái tờ báo đó là báo báo lớn của nhà nước, thí dụ như em nói chuyện đàng hoàng có văn có vẻ thì mới được đưa lên, còn anh toàn là đam vô não đó không à, đâu có đưa văn đam lên được đâu ba. Không lẽ ghi giờ ừ CEO Duy Nguyễn đã từng nhận định về dưa leo như sau, xong rồi chửi bơ sùm lết, trời đất ơi mày tật tay tật não đồ ABC các kiểu đồ, như vậy đâu có phù hợp em, không có được nha. Đó mà phải nhẹ nhàng như vậy nè, phải phải viết nhẹ nhàng như vậy mới được, mà cái văn của anh là văn đam không phải là văn 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 ấy, nên không đưa được đâu, hiểu không? Cái bài đó tên là gì quên ta, quay đầu còn kịp hả? Biết đó index chưa nữa. Quay đầu còn kịp. Nhân Dân. Ra hôm nữa đăng ngày. Không ra ba ơi. Trở tay khi còn kịp. Ủa phải trở tay. Biết sao. Biết sao. Họ tự vô kiếm luôn. Nhân dân.com.vn. Phải viết nhỏ nhẹ lịch sự rồi mới được, thật sự luôn. Xong rồi vô một chính trị kiếm em ơi. Giờ biết nằm đâu giờ. Chính trị. Dài quá thôi. Nếu biết quay đầu cũng chưa muộn. À đây. Nè phải viết như vậy nè mới được. Em này cứ vậy không. Viết nhẹ nhàng thôi đúng không? Này không. Phải viết giống như là dài quá. Dạ quá không biết ai á, nè phải viết vậy mới được, người ta đừng người ta mới trích báo lớn, người ta trích văn đàng hoàng chứ đâu trích văn đam ba, đúng không? Các bạn có thể tự tìm hiểu bài trên báo Nhân Dân, tuy nhiên tôi vẫn phải chia sẻ thật sự rằng bài viết rất tốt, nội dung rất đúng, cách hành văn và mọi thứ có đặt nặng tính cảm xúc, từ từ đọc lại, cách hành văn hay mọi thứ có đặt nặng tính cảm xúc tôi nghĩ cũng bình thường. Khi làm clip này tôi đã tham khảo một số video của anh Dưa Leo và cảm thấy rằng có một cái gì đó rất lấn cấn. Xin chia sẻ thế này, tôi đã nói rất nhiều về trách nhiệm của những KOL người có ảnh hưởng trên mạng, người có ảnh hưởng khi có mặt trên mạng, bởi họ có công cụ chuyển tải đến với nhiều người thì trách nhiệm của họ càng phải lớn. Nhưng nếu nghĩ công cụ truyền tải là sức mạnh chính mình, coi mình là siêu nhân, là vĩ nhân, thì đó là điều mà tôi gọi là vần hào quang. Hay khi mọi thứ đã ám thị vào mình, thì mình chính là một kẻ ảo tưởng về sức mạnh. Nếu Dưa Leo dùng kênh của anh để thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc, thúc đẩy lòng yêu nước, thúc đẩy những điều tử tế, thì đó là điều tuyệt vời. Nhưng nếu như Dưa Leo dùng cái đó để gây sự bất ổn với xã hội, kêu gọi mọi người đứng lên thì cần phải xem lại. Đặc biệt những mối quan hệ cá nhân của Dưa Leo với một số phần tử như Việt Tân hay một số trang báo khác có thể thấy ở đây thì cũng là một dấu hỏi rất lớn. Đúng không? Đó người ta nói chuyện đàng hoàng lịch sự. Còn anh Duy Nguyễn đam tùm bậy tùm bạ không sao đưa lên được ba. Giống như Nguyễn kia,
Trời đất ơi, có cái trang phản động bên Mỹ kìa, nó ngồi nó PR cho dưa leo kìa ba, cái đó là đưa dưa leo về với Chúa bà rồi. Không lẽ bây giờ người ta tường thuật nguyên câu của anh vô báo? Đâu có được đúng không? Cái câu của anh là cái câu nói, cái câu mà đời, nó không phải là cái câu trích dẫn được. Rồi xong người ta nói tiếp nè, đọc cho nghe dài lắm, không biết này của ai á, cũng của một cái YouTuber rồi trên mạng thôi. Nhưng mà người ta nói chuyện đàng hoàng. Hiểu không? Khi dưa leo là một điều là gọi cộng đồng ủng hộ, tức là đầu nay thông qua Patreon kêu gọi quyên góp tiền bạc để thực hiện dự án cho đến những tài khoản ví điện tử, thì tôi cũng nghĩ là vấn đề liên quan tới nhận tiền. Tôi với tư cách của anh thì không thiếu tiền quảng, thiếu tiền quảng cáo để có thể sống cuộc sống tương đối đầy đủ. Vậy mình hoàn toàn có thể sống bằng tiền đó, không nhất thiết phải có sự ủng hộ từ cộng đồng, trừ trường hợp là bất khả kháng. Còn anh dưa leo chỉ cần đọc một số bài viết trên Người Việt đó, cái trang Người Việt là trang trang nãy nói đó, cái trang nói là trang ấy ấy đó, rồi BBC đồ đó, còn Việt Tân nó giật cho ba bài lên luôn, nó kêu là gì danh hài nữa, rồi tiễn về với Chúa luôn đó, thiệt tình. Sợ nhất là Việt Tân, tại vì Việt Tân đó là rất là nguy hiểm các bạn. Nhưng mà đằng này là Việt Tân đó lên bài đó, PR cho dưa leo đúng không, mà kêu dưa leo là danh hài đúng không, kêu rất là trân trọng tôn trọng, nói chung ủng hộ cái việc làm của dưa leo, thì anh nghĩ cái sự việc này nó đi quá quá lớn rồi, nó đi quá xa rồi. Tất nhiên cái bài nó dài quá đọc không nổi em ơi. Mà đặc biệt ở cái bài này á, thì nó là mới đầu tiên á là nhá thôi, bài một là sự hưởng ứng của cộng đồng mạng, nha. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ còn bài 2 nữa, tại nó chưa nói lên, nó chưa nêu được cái quan điểm của tác giả. Tác giả là không biết anh Thành Sơn và anh Hoài Ân này, không biết đó, là chưa nêu quan điểm của những người này, mà chỉ là viện dẫn 1, 2, 3 lời của những YouTuber khác thôi. Thì cái này chắc chắn sẽ còn bài 2, bài 3 nữa đó. Vậy thì không biết cái vụ kiện của Dưa Leo đi tới đâu, đi về đâu. Nói chung là Dưa Leo là muốn tháo bài xin lỗi gì đó, không biết xin lỗi hay đền tiền gì đó, xúc phạm danh dự nhân phẩm gì đó. Nhưng mà giờ có vẻ là cái sự việc này bên đây người ta cũng không có nhượng bộ. Nói chung thì hơi căng. Anh ngoài cuộc nha các bạn, đừng lo anh vô tội nghiệp. Vậy trong vụ này thì theo anh theo thì vậy theo vậy trong vụ này theo anh báo Nhân Dân hay Dưa Leo đúng? Ai cũng đúng. Đúng không? Ai cũng đúng. Báo Nhân Dân gõ đúng. Dưa Leo nó dãy đúng. Đúng không? Ai cũng đúng nha các bạn. Ai cũng đúng, đúng trên cái lý, đúng không, cái lý của họ. Thí dụ như giờ biết cá lóc không, cá lóc đúng không, thì giờ em bắt cá lóc rồi làm sao em làm món mà bánh canh cá lóc, cái kiểu gì cũng phải đi mua bánh canh này, mua ngò, mua này nọ, nước tương ABC các kiểu đó bỏ không quên đi. Còn cá lóc em phải gõ đầu đó một cái đúng không, mà khi em gõ đầu đó một cái chắc chắn nó phải dãy một cái đúng không đó. Thì nói chung á, khi mà báo Nhân Dân nhắc tên Leo Tặc á, thì Leo Tặc nó sẽ có hai ba cách xử lý. Một là ok, nhìn lại mình để coi người đúng hay là sai, ngẫm lại tất cả mọi thứ để đưa ra một cái tuyên bố chung đó. Cái tuyên bố chung thì nó có nhiều cái hướng để đi, hiểu không? Một là chửi nó, hai là report sập bay sập nít hay sập web gì đó, còn không á, thì kiện đó. Và cái thứ ba đó là ra cái tuyên bố chung, tôi cảm ơn các bạn fan hâm mộ cả nước. Trong những ngày gần đây với những sự kiện nhạy cảm với xã hội là thật sự là tôi cũng hơi quá đà ABC đó, và sau này tôi hứa tôi sẽ không vậy nữa ABC gì đó. Thì cách đi đó là ổn nhất theo Duy đó, cách đi đó là thượng sách, nó không mất gì hết, hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà bạn đã nhận tiền của phản động rồi mà bạn đi cái bước đó đập bạn chết luôn, nó đập bạn chết luôn nha. Nên Duy nghĩ là cái này chắc là nó cũng phải có gì đó rồi. Còn Dưa Leo thì chọn cái cách mà gọi là nhá hàng, cách mà nhá đồ, tức là kiện mà không kiện, hiểu không? Đại loại làm vậy thôi, kệ đi. Nhưng mà nói chung á thì có những điểm sau đây mà anh phải cảm thấy ớn lạnh qua cái sự việc của con Leo Tặc này, đó là cái gì? Thứ nhất, fan của nó phản động không, không biết phải fan nó hay không, mà cái này á, nó là người chủ của cái bay hay là của cái account mà nó không có tiếng nói đứng rõ ràng để cho người ta
biết là mấy thằng ở đó là phải là fan hay không. Nếu mà nói không là fan, dạ nó phải fan em, nó chẳng qua nó vô nó ngậm máu phun người thôi, nó không phải fan em. Cái điều đó cực kỳ quan trọng. Còn cái thứ hai đó, cái thứ hai là gì, là những cái mà gọi là đại ca mà có tiếng á trong cái màn phản động á thì kéo vô leo về rất là sát đó. Cái đó cũng hơi căng. Ví dụ như bên bên báo báo hải ngoại đăng lên phát một, theo em là vui hay là bồ hả, theo em là vui hay là bồ, xong rồi tổng đài chủ Việt Tân đăng cho mấy bài nữa là tụi em vui hay tụi em bồ. Đăng mà không phải đăng chửi nha, đăng kiểu như đăng khen, đăng cổ vũ này nọ, rất là nhạy cảm. Thôi chuyện này lớn quá, nó họ nó bung bét lừa dưa hết giờ, bỏ đi, nói hoài mệt, không thích nói. Thì những cái gì mà Duy nói từ trước tới giờ bạn nghiệm có đúng hay không, bạn đừng có hỏi nữa, bạn đừng có hỏi nữa nha. Rồi còn thêm cái thằng đó tiên tri hay lắm nha, thằng đó nó biết trước, thằng đó nó biết trước cái kịch bản ngày hôm nay hay sao đó. Nó làm một cái clip gì mà gì mặc cảm tự ti gì đó bạn, cái clip gì mà tiếng Anh Tory y gì đó, thằng này ghê lắm, thằng này khoe bằng mẫu giáo luôn mà đó. Nó làm cái clip đó đó là nó dành cho chính nó đó. Bây giờ bạn bạn nghiệm coi, đúng không, bạn nghiệm coi cái clip, cái clip đó đó với cái cách hành xử của nó bây giờ có giống nhau không hả? Người ta nói một câu phải dạy một câu, người ta nói một câu phải dạy một câu, người ta nói mình học hành không tới nơi tới chốn, xong rồi cái đó học hành không tới nơi tới chốn, xong rồi đi hát tiếng Pháp nè đồ, đúng không? Nó là con nít, người ta nói một câu cái mình dạy một câu mà dạy kiểu con nít nha. Thôi mệt. Tất nhiên là nó làm cái clip đó tặng cho mình, nhưng mà mình thấy nó tặng lộn đối tượng rồi, cái đó tặng cho nó mới đúng. Ông Phạm Ken chưa ngủ hay ông Phạm Ken? Cái truyền thông thổ tả bây giờ mọc lên như nấm hả? À, hồi nãy tính vô trang bay bót bài, bót không được các bạn. Bót được, bị đắt. Bây giờ nãy chưa tính bót nè. À, sau khi mà khóc cho Trâm không thành đó, hay cái khác là sau khi mà bưng cái gì cho Trâm mà không thành đó, thì những cái đài truyền thông thổ phỉ bên Mỹ á bây giờ chuyển qua bóc Ford Biden 24/7 luôn mà. Bây giờ Duy không xài chữ truyền thông thổ tả nha, Duy xài chữ truyền thông thổ phỉ. Bye bye, see you later.